các bạn. Hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện Max Dũng Cảm. À, đây là Max. Max là một bé mèo chả sợ gì. Max là một bé mèo dũng cảm. Max là một bé mèo biết đuổi chuột. Nhưng chuột thì trông như thế nào nhỉ? Bây giờ cô và các con cùng xem bạn Max đã tìm bạn chuột như thế nào nhé. Đây là Max. Chồng Max rất dễ thương phải không nào? Dễ thương tới mức mà thỉnh thoảng cậu còn được đeo nơ nữa cơ đấy. Nhưng Max chả thích phải đeo nơ nủng gì hết. Vì Max là một bé mèo chả sợ gì. Max là một bé mèo dũng cảm. Max là một bé mèo biết đuổi chuột. Max dũng cảm chỉ cần tìm xem chuột trông như thế nào và sau đó cậu sẽ tóm gọn nó. Ồ, hẳn là chuột ở trong này. Max xông vào và khám phá cái vỏ lon. Chuột ơi, mi ở đây hả? Chuột không ở đây. À, xin chào. Cậu có phải là chuột không? Tớ là ruồi. Ruồi đáp. Nhưng tớ vừa nhìn thấy chuột vụt qua xong đấy. Hay là chuột trông như thế này nhỉ? Này, xin phép cho tớ hỏi nhé. Cậu có phải là chuột không? Chuột đâu mà chuột. Tớ là cá mà. Cá trả lời. Nhưng mà tớ vừa thấy bạn chuột chạy vọt qua chỗ kia rồi đấy. Hẳn là chuột rồi, ở trên cây kia kìa. Này, xin phép cho hỏi nhé. Cậu có phải là chuột không? Chuột đâu mà chuột, bọn tớ là chim mà. Đàn chim chíp chíp. Nhưng mà bọn tớ vừa thấy chuột lỉnh qua đây xong. Này, xin phép cho tớ hỏi nhé. Cậu là chuột hả? Hả? Chuột á? Chuột đâu mà chuột? Tớ là voi. Voi đáp lại. Nhưng tớ vừa thấy chuột chạy vụt qua sông. Thế à? Cảm ơn cậu nhiều nhé. Max nói. Còn cậu? Không, ở đằng kia kìa. Xin chào, đằng ấy có phải là chuột không nhỉ? Ai cơ? Tớ á? Không, chắc chắn là không. Tớ là quái vật, chuột nói. Nhưng tớ vừa nhìn thấy chuột ngủ ở đằng kia kìa. Nếu mà cậu nhanh sang bên ấy, cậu có thể tóm được chuột đấy. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Max nói. Ồ, chắc hẳn đây là chuột rồi. Mình không biết chuột lại to như thế này. Em làm phiền một chút. Chuột kia, mì thức dậy đi có được không? Ta là Max Dũng Cảm đây. Ta đến đây để bắt mì. Dậy đi chuột ơi. Max hét toáng lên và cứ nhảy tưng tưng trên đầu của quái vật. Ta là Max Dũng Cảm. Ta bắt chuột và có thể là ta sẽ sơi tái mì luôn đấy. Mình không biết là chuột lại có những cái răng to như thế này. Max quyết định là việc bắt chuột chẳng hề vui vẻ gì cả. Và dù gì thì chú cũng không cần lúc nào cũng phải là Max Dũng Cảm.
trừ phi là chú ra ngoài bắt những con quái vật. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Xin chào các con.